đây là một cái bàn thờ tổ tiên, những cái bàn thờ trong gia đình, đây là một mô hình có hoành phi câu đối. Đức sáng mãi truyền rạng rỡ tổ tiên hạnh phúc cho con cháu bảy đời truyền lại. Phía núi phía bắc rừng rững làm đẹp quy mô thủa trước, ánh sáng còn truyền mãi, nước sông nhuệ mênh mông chảy thành nhánh xe, tiếng tốt xe gần, được khen ở nước, được tôn vinh ở nàng, ba đời nối tiếp. Đây là những câu đối mà chữ Hán được ghi. Chiếc hoành phi phiên dịch cho tiếng Việt là ánh sáng còn truyền mãi. Ở câu đối phía trước đức sáng mãi truyền rạng rỡ từ tổ tiên phúc lành cho con cháu bảy đời truyền lại. Và ở câu đối phía sau là núi bắc phía bắc sừng sững làm đẹp quy mô thủa trước, cũng như câu đối bên phải của chúng ta tiếng tốt gần xe, được khen ở nước, được tôn vinh ở nàng, ba đời tiếp nối. Câu đối phía sau nước sông nhuệ mênh mông chảy ra nhánh xe, bàn thờ gia tiên của người Việt. Theo nếp cổ truyền, bàn thờ gia tiên đặt ở gian chính giữa nhà và nơi tôn nghiêm nhất, được bài trí trang trọng và đẹp nhất. Trên bàn thờ có bài vị, gia phả hoặc chân dung ông bà cha mẹ đã qua đời, có hương án, điển nhang, lễ phẩm để thờ phụng tổ tiên. Người mới chết được lập bàn thờ riêng sau khi đoạn tang 27 tháng mới đưa bài vị hoặc di ảnh của người đó lên bàn thờ chung. Người Việt có quan niệm người quá cố vẫn có mối liên hệ vô hình với thân nhân, với các đời sau và có khả năng can thiệp mầu nhiệm vào cuộc sống. Bàn thờ tổ tiên là nơi được mời về ngự, chứng kiến lòng thành kính và chấp nhận lời cầu khấn của con cháu những ngày giỗ Tết sắp vọng. Khi có biến cố vui hay buồn, gia đình đều làm lễ cúng tổ tiên. Người thủ lễ trịnh trọng khấn vái trước bàn thờ. Thờ cúng tổ tiên là một yếu tố gắn bó giữa các thành viên trong gia tộc. Đây là hình ảnh bàn thờ tổ tiên. Nghề đúc đồng của người Việt đã có lịch sử hàng ngàn năm từ nền văn hóa Đông Sơn nổi tiếng, lan tỏa khắp Đông Nam Á, mà nơi
kiệt tác tiêu biểu là trống đồng bên cạnh các loại hiện vật khác cũng đúc bằng đồng như thẹp, mũi tên, lưỡi rìu, lưỡi đao, lưỡi cày. Vào các thời Lý thế kỷ 11, 13, nghề đúc đồng phát triển gắn liền với sự mở mang của đạo Phật. Nay vẫn hiện hữu các lò đúc đồng thủ công ở nhiều nơi như Ngũ Xá, Hà Nội, Quảng Bố, Bắc Ninh, Trà Đông, Thanh Hóa, Phường Đúc, Huế. Lò nấu đồng đắp bằng đất và gạch, có cửa thông gió và cửa nạp nhiên liệu. Bể thổi nửa thường là khúc gỗ khoét giống. Nồi nấu đồng là nguyên liệu và khuôn đúc được làm bằng đất sét trộn với chấu, than, giấy bản. Mỗi chiếc nồi có thể dùng 10 đến 12 lần, nhưng mỗi khuôn chính chỉ đúc một lần. Đồng và các kim loại khác như chì, thiếc, kẽm pha trộn theo tỷ lệ nhất định, tùy đồ vật đúc được nấu chảy rồi rót vào khuôn. Hình ảnh nghệ nhân đúc đồng năm 1996. Và đây là cái người thợ đúc đồng. Cái hình ảnh được ghi lại vào năm 2004 ở Nam Định. Để mà làm được đúc được sản phẩm thì chúng ta phải có bể lò bằng gỗ và để thổi nửa. Và những sản phẩm được đúc ra đây như chuông, cái khuôn đúc chuông, cái cốt để tạo khuôn, nồi nấu đồng bằng bùn ao và nồi nấu đồng bằng cốt gang. Và chiếc muôi múc đồng. Chiếc vá để hớt bọt. Chiếc kìm để gấp than và chiếc xẻng để xúc than. Cái nồi đúc đồng bằng cốt gang. Nồi nấu đồng bằng bùn ao. Về cái bể gió, bể gỗ. Nghề gốm là cái nghề mà gắn bó với coi như là người Việt Nam. Đây là hình ảnh cái nghề làm gốm ở Ninh Bình năm 2004. Và nghề gốm ở Bình Định năm 1997. So but that one is in charge of the black. One of the tower with black tower. But that one is a print and last. Và nghề gốm ở Bắc Ninh năm 1996. Yes, it's a dome hall. It's about half an hour drive, 45 minutes drive from Hanoi. And these are nghề gốm. Tổ tiên người Việt biết làm đồ gốm và dùng kỹ thuật nặng sản phẩm trên bàn xoay từ rất sớm. Nguyên liệu để làm gốm gồm đất sét được khai thác chủ yếu ở các miền châu thổ. Nghề gốm ngày nay được tập trung ở các làng nghề truyền thống, mỗi làng có một nét riêng về kỹ thuật và mỹ thuật. Trong khi gốm nghệ, gốm quao là những đồ gia dụng không men và nung ở nhiệt độ thấp, thì gốm Hương Canh, Vĩnh Phúc, Thổ Hà và Phù Nang ở Bắc Ninh được nung với nhiệt độ cao. Sản phẩm chín già, thành sành và có tráng men,
các nỏ Bắc Tràng và Biên Hòa tiên về sản xuất gốm mỹ nghệ đang chuyển dần sang làm đồ sứ và bản sứ. Sản phẩm chủ yếu là đồ gia dụng, các loại bát, vò, chum vải, thứ đến là các đầu thờ cúng tiểu sành, đựng hài cốt khi cải táng, đồ mỹ nghệ và trang trí gốm, trang trí gốm xây dựng đang trở thành một hướng sản xuất mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong xã hội ngày nay. Đây là sản phẩm bằng gốm. Những chiếc kéo để cắt đất, những chiếc dây để dây bột đất. Đây là cái dây bột đất để làm men. Thứ hai là kéo cắt đất. Đây là cái bàn xoay để cắt. Rát bưng gốm mập. Vỏ ngao để miết gốm, thanh tre cắt vía, gốm không nên men, đây là gốm không nên men, gốm có men. Khuôn thạch cao và kìm cấp gốm mập. Khuôn gốm. Nọ hoa. Bao gốm. Ngoài ra thì cái nghề mà làm chạm các gỗ cũng rất phát triển. Đây là những cái dụng cụ chạm gỗ gồm có rồi có những cái đục. Đây là một cái bức chạm truyền dòng tiêu biểu. Cái bức chạm xong tí hai ông chuột. Và chạm khắc gỗ là một nghề truyền thống của người Việt. Bằng cái chàng tách và các loại đục nỉa nạo, người thợ đã tạo ra những sản phẩm tinh xảo như hoành phi, câu đối, nèo, cốn, các trang trí ở ngai, ỷ, án thư, sập vụ, tủ chè. Các chủ đề chạm khắc được gặp là nghiên bút, cung kiếm, mai nan, cúc trúc, cành sóc, cành nho, cuốn thư, hổ phù, tích cuồng, tuồng cổ. Có khi người ta chạm cảnh sinh hoạt đời thường như mẹ gánh con, tắm hồ sen, săn hổ, hay các trò chơi dân gian nghệ thuật chạm khắc đặc biệt tinh tế trong kiến trúc đình chùa. Trong tủ kính trưng bày hai tác phẩm mô hình thuyền dòng chạm nùa trên mặt gỗ chắc của ông Lê Hoàng Trinh ở Thừa Thiên Huế làm năm 1923 để truyền nghề. Một là tác phẩm còn chưa làm xong để người kế nghiệp tiếp tục sáng tạo và hoàn thiện. Còn bức song tí làm năm 1853 trước đây dùng để trang trí cầu nàng vó ở Quảng Phú, Gia Nương, Bắc Ninh. Và đây là những người nghệ nhân đục chạm.
Nghề sơn. Nghề sơn ở Việt Nam có từ khoảng thế kỷ 4 trước công nguyên và rất phát triển vào các thế kỷ 17, 19. Nguyên liệu được lấy từ cây sơn trồng hoặc mọc hoang, nhựa sơn, sơn sống để nắng sẽ cho nhiều lớp với chất lượng và công dụng khác nhau. Sơn sống đem chế biến thành hợp chất có màu gọi là sơn chín, dùng để sơn có tác dụng trang trí và tăng độ bền cho đồ vật. Cốt sơn là đồ vật sẽ được sơn son, được sơn phổ biến là cốt tre, gỗ sâm, mây và đất sét. Cũng có cốt đá, đồng. Trường hợp sát người được phun phủ sơn chỉ là cá biệt. Quy trình sơn gồm nhiều bước: gắn vết nứt và bả làm cho phẳng và nhẵn bề mặt, sau đó phủ sơn sống, trộn mùn, cưa và đất sét, rồi sơn nót, tạo màu và làm bóng, khi có khi còn thép vàng hoặc bạc. Sản phẩm phổ biến là đồ thờ cúng, tượng, các trang trí trong kiến trúc tôn giáo và cung đình. Đến thế kỷ 20, nghệ thuật sơn cổ truyền được phát triển trong nghệ thuật tạo hình và làm đồ mỹ nghệ. Đây là những dụng cụ về cái ngành sơn. Thứ nhất là mỏ vẩy đánh sơn. Đây là cái mỏ vẩy đánh sơn đây. Hình chúng ta thấy cái mỏ vẩy để đánh sơn. Thứ hai là bàn vắt sơn. Thứ ba là thùng sơn. Thứ tư là dụng cụ sơn. Thứ năm là dụng cụ mài cốt sơn. Tranh đồng hồ cũng là một cái nghề của người Việt và nổi tiếng là người tranh đồng hồ. Đây là hình ảnh của những nghệ nhân làm tranh đồng hồ. Đây là hình ảnh được ghi lại ở Bắc Ninh năm 96-97. Làng Đông Hồ ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, Bắc Ninh, Thuận Thành, Thành Bắc Ninh nổi tiếng về làm tranh dân gian, dùng chủ yếu trong dịp lễ Tết cổ truyền. Tranh được in từ ván khắc lên giấy gió và có phủ bột sò điệp. Đề tài được lấy từ cuộc sống thôn giá như lợn, gà trống, gà mái và đàn con, thầy đồ cóc, đám cưới, chuột, tố nữ, hứng dừa, đánh ghen. Để tạo thành ván in, người ta in nét từ mẫu tranh trên ván khắc đã có giấy ra bản giấy.